Em lấy cái cây. Cưng vô, mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nó làm một cái tày quầy hết trơn à. Trời đất ơi, nó rụng lá luôn con người ta rồi. Nè, trời ơi, nó rụng nè anh. Nó quất con người ta rụng hết lá nè. Trời, nhà mình sao như cái thùng rác thật á chứ. Nè, rớt hết con người ta ra rồi. Tưởng đâu là nó không có che, tự nhiên nó đem cái bạt cho nó che. Bỏ vô đây cho nó mọc lên cái cây mới. Nhà sao nó chứ nó bồ bộn dữ ta. Mọi người biết cái này đừng có bỏ. Cái này chắc bỏ vô cái gốc là nó mọc lên lại cái cây mới nè. Đó, bỏ vô đó. Ở đây nó cũng che bạt hết nè. Đó. Sợ hư mấy cái cây. Xung quanh nhà nó chảy bạc hết, nó làm nó chảy bạc hết nè Honey, sợ bên kia nó đền ra nó phá. Ô mai lát nữa nó quăng đồ xuống đây nè. Ủa hả? Cười như mình nó giống như nhà kia sao? Hả? Cười như mình giống như nhà kia rồi sao? Giờ này nó bể cái gạch không? Nó có bể cái gạch của nhà mình không? Gì nó kêu vậy? Cái gì cái nào? Đụng Thấy, thấy ông để cái tường giấy trên nhà kia luôn. ông ghê muốn đụng vô cái ngói luôn à? Ông ghê sao hay vậy? Ông ghê mà muốn đụng vô cái mái nhà luôn à? Cái sao hay? Đụng vô cái mái nhà này là nó sập nhà luôn á, chứ không đụng ngay cái ngói luôn thấy không? Hôm nay là ngày đầu tiên nhà mình làm lại cái mái ngói á. Các bạn thấy cái nhà đối diện không? Cái mái ngói nó rất là cũ á, mấy chục năm rồi, từ lúc mà xây cái nhà này tới giờ chưa có thay. Bây giờ có những căn ở trong này nó bị hư á, nó bị bể cái ngói, nó bị dột á. Bây giờ người ta thay hết luôn tất cả các cái ngói ở trong này. Và đây là ngày đầu tiên cho nên nó rất là ồn. Họ tháo hết cái ngói và họ quăng vô cái xe đổ xà bằng này nè. Xong họ chở đi. Thì rất là đông một cái đội quân hùng hậu ở trên mái nhà, họ làm âm 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 suốt luôn, nguyên một buổi sáng mới xong cái nhà của mình đó. Thì để coi nữa, lát nữa mình sẽ quay cái quá trình cho mọi người coi. Hồi nãy là nó chải bạt ở dưới xung quanh cái nhà đó, họ chải bạt để cho cái bụi nó khi mà nó rơi xuống, nó bay xuống, lát nữa họ thổi cái bụi cái rác ở trên mái nhà xuống thì nó túm ở trong cái bạt đó và không có đổ ra bên ngoài. Đây là cái skyline nhà mình đó. Xong Tháo cái xong kính rồi ra vì xong cái lồng nó vì cái lồng nhà mình nó đen. nó bị tới thui à. Chứ cửa nhà mình nó chảy bạc lại, nó sợ rớt ngói xuống đó. Wow. Lát bố về bố vô được không? Bên này hả? Trời, nó có thả về sau không? Gặp hết. Là dọn hết cái mái nhà rác rưới ở trên mấy cái mục hết rồi, mấy chục năm nó mục hết rồi, đinh đồ quá trời trên này, mấy cái máng là nước kinh ghê chưa. Họ tháo xuống hết xong họ đóng cái lớp mới lên. Cũng may mà mình đem mấy cái cây này vô nhà đó, chứ mình để ở ngoài là bụi bẩn cho nó rơi xuống chắc nó gãy hết mấy cành lá, rơi rụng hết luôn á. Đội quân hùng hậu không? Là đã không làm. Xong thấy vô đây kịch 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 trong này. Sáng ra ngủ mới dậy là mấy ổng làm ầm ầm luôn, 8 giờ là bắt đầu to. Khỏe ghê á. Cái này là họ đang làm bên nhà bên cạnh nè. Họ dỡ từ hết căn này, họ qua căn khác, họ dỡ cứ liên tục vậy đó. Nó có từng cái team á, sau đó cái team khác là nó fix cái roof. Rồi sau đó nữa thì có cái team khác nó lợp ngói. Và cái team này là cái team lột ngói và bỏ nè. Người Mỹ không nha mọi người, ở đây họ mướn người Mỹ họ làm. Người Mexico họ lao động á. Họ làm khỏe lắm, họ dinh mấy ngói ở trên mấy ngói này đi khó mà họ dinh họ đi ào ào rất là mạnh ha.
Người Việt Nam mình đâu có làm những cái job này nổi. Họ đi lột hết nhà này qua nhà khác luôn. Mình thấy rất là nguy hiểm á. Họ làm rất là tội á mọi người. Cực á, tội cho mọi người ghê. Ở trong này nó thuê chắc khoảng 100 căn á, khoảng 90 mấy tới 100 căn nhà. Làm tới mấy tháng trời luôn á. Nó đậu chi nhiều ở trên đây à? Hai ba cái luôn á, nó đậu xe này đi là đầy là xe khác nó tới à. Busy street ha. Trời, nó Hai có busy bốn cái quá. xe đèn độc đây luôn. Bốn cái luôn. Xe về trước á, nó là một cái xe về. Sao xe về nó không đi thẳng? Cách Coi. xe về nó ngủ chú. Trời ơi nặng quá ha, mấy chú giác tội ha. Mấy chú làm nặng tội quá. Có mà con vuốt mà nó bị bể luôn nha. Phải có sức á, mấy chú này làm tội quá. Cái mái ngói đâu phải nó lót ngói không đâu, nó lót bao nhiêu lớp á. Bên nhà hàng xóm này, nhà hàng xóm nó đang là cái miếng đen đen mới nó mới bỏ lên á, còn nhà mình thì bây giờ nó mới bỏ mấy cái miếng đen đen nó xuống. Ha, Nó đóng nhà hàng cái xóm nó đang đóng cái gì bên đó vậy anh? Nó đóng mấy cái miếng đó. nó đóng cái là miếng đen đen xong nó đóng cái gỗ vô nữa hả? Cái miếng đen đó vô lên một lớp gỗ Chắc vậy á. thì xong mới bỏ ngói, chứ không ngói nó nằm ở đâu, ở đâu có gì nó trụ đâu hả? Này, trời. Ông này ông đứng ông quét này. Nhà hàng xóm đang làm. Tội nghiệp mấy người này hả? Dạ. Kéo lên hả? Kéo lên hả, nhìn vô nhà mình. Hả nhìn vô nhà mình đó, họ quét nữa. Họ quét này bụi quá trời nó đi. Bên kia mình thay ngói, bên kia nó làm vậy. Bên kia đâu phải ngói đâu. À mà thay thay rút á. Rút. Cũng vậy thôi. 10 năm, 20 năm sau. Bên kia nó thay cái skyline hả? Sáng giờ nó bỏ chắc mấy xe này rồi đó. Ngói nó dục xuống ầm ầm ầm. Không luôn. Rồi họ quét. Họ vô họ sẽ quét cái vườn cho mình lại. Ôi ôi mấy cái ghế này bị giặt kinh khủng quá. Xong chưa mà họ đem vô họ tính họ quét. Họ quét bên kia vô họ qua đây họ quét. Chắc xong rồi. Nó lấy hết bụi xuống bắt đầu họ quét á. Đây hả? Dạ. Kinh quá. Oh my. Họ làm cực ha, bụi bặm ha, tội nghiệp mấy người đi làm trong. Dạ, kinh khủng không? Mở cửa cho họ vô họ làm tra tấn cái đầu điên lấy đầu luôn á, rất là ồn. Kịch kịch kinh kịch kinh kịch. Để khoảng khả tuần họ mới lắp lên lại á, đóng mai mốt nó đóng đóng giấy dầu nó đóng cái gì. Chúng ta lung tung hết. Trời ơi mình không dám ra ngoài luôn á, bị nhốt ở trong nhà luôn. Bây giờ họ sẽ tấm cái bạt này và họ bưng ra họ đổ thôi. Sáng họ chải cái bạt mình không biết họ làm gì mà giờ thấy họ hút rác á. Nhanh. Còn cái chú này chú sẽ rà cái đinh. Chú rà coi có cái đinh nào nó rớt ở trên cái thềm không thì nhặt hết cái đinh vô luôn. Cái cây đó họ có cái đinh là nó hút lên cái cây đó đó mọi người. Quá trời ngói, họ để ngói ở đây nè. Cái này họ mua về họ để ở đây xong họ lấy cần cẩu họ đưa lên nhà. Đó, quá trời. Ê ê. Thì nữa chú đặt cái đó nó có mấy con màu xanh á. Nó có gì? Nó có mấy con màu xanh á. Cái đinh á, cái đó nó đinh rồi nó có. Thì à, cái đó
Nó dán nữa hả? Nó có keo nó dán vô đó nữa hay sao á? Dạ. Nó dán cỡ dở cái keo đó ra là nó dính vô cái máy luôn rồi. Cái miếng nó có keo ở dưới á. Hay ha. Rồi giống như sticker. Đúng rồi, nó dán nó dính vô đó. Đó cover cho nước nó khỏi xuống nữa con. Nước nó không có bị ướt. Rau bẹp. Sắp tới giờ nghỉ rồi mấy ông dọn dẹp á. Coi mấy ông. Quay phim mấy ông lại. Cái cầu lông năm. À mà suốt ngày luôn rồi, từ sáng tới chiều. Tuần lễ mới xong á. Nó có keo dưới thì họ lột cái màu trắng ra là có keo đó. Lăn đi mà. Không hát. Có keo à. Không làm hát tiếng Mỹ. Ông lột cái màu trắng á ra là nó keo nó chắc nó có keo nó dưới đó. Nó có giày đặc biệt á mấy ông đi mấy ông sạch tí không? Đi ầm ầm trên nhà á. Đứng hay ha. Họ làm hay. Nó có gì dưới đó. Con biết nó có gì dưới đó. Chỗ nào nó thấy một quê gì đó. Đóng đinh vô. Đóng cái đinh dù vô là xong. Cái nó thay cái miếng dầu mới này nè. Người ta đang lợp ngói lên nè. Ở đây lợp xong rồi nè, đây đang lợp. Lợp cái ngói này nữa là xong. Nhanh á, đó, cắt ngói trên trời luôn. Bây giờ mình đi công chuyện đây, tới công chuyện rồi. Bây giờ tới công chuyện rồi, mình phải đi công chuyện rồi. Trời ơi, mẹ không có biết đậu xe đâu mà bắt mày lái. Báo, đụng xe ta la đó con. Safari nữa. Trung bình thay một cái mái nhà như vậy là khoảng 20.000 đô la đó mọi người. Thì khoảng 450 triệu ha. Xung quanh đó, tại cái giá mình không biết chính xác. Và cái thời gian họ làm từ hồi đầu tháng 8 tới giờ, bây giờ gần cuối tháng 11 rồi mà vẫn còn nhiều nhà chưa có xong lắm. Không biết khi nào mới xong. Đây là cái khu neighborhood mà hai mẹ con mình rất là thích luôn. Mình ở trong cái khu này rất là thích. Bây giờ họ bảo trì bên ngoài cái khung cảnh mình đi á. Đẹp lắm. À, ngói hư rồi họ sửa rồi cắt cây cắt cỏ rồi đó. Mình ở đây mình rất là thích ha. Chiều chiều mình hay đi chơi trong cái khu của nhà mình ở đó. Con chưa có bằng lái thì sao á. Ở đây là một cái quầy chuối nè. Ở trong đây họ cũng có thể trồng được cây cối nhờ có nắng chút xíu á. Vườn nhà mình thì không trồng được chuối đâu, tại vườn nhà mình nó thiếu nắng hơn so với những cái nhà ở ngoài này. Lan chia sẻ một chút về cuộc sống Mỹ cũng như cái cuộc sống xung quanh của mình đó. Thì cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ nha. Bye bye tất cả quý vị.